Anh chị đang hỏi về câu chuyện về cái việc mà bao sái sông nhà tỉa chân nhang và rút tỉa chân nhang lau dọn bàn thờ vào lúc nào đúng không ạ nhiều anh chị thường hay có thể là lau dọn bàn thờ trước nghi thức tạ thần trước cái, trước cả cái lễ tạ thần nhưng mà thực ra thì không 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 phải như vậy chúng ta làm lễ tạ thần xong làm lễ tiện táo xong là tiễn thần ra khỏi lô nhang đúng không ạ sau đó là chúng ta mới thực hiện cái nghi thức gọi là lau chùi bao sái ở trong miền nam có hội có dịch vụ gọi là chùi lư ngồi nghĩ mãi chùi lư được cái gì hóa ra nó đánh cái lư đồng cho nó bóng đánh cái đồ thờ cúng cho nó bóng ghi mỗi chứ chùi lư tức là cái phần mà cái lư hương chẳng hạn đó là chúng chúng ta sẽ nói thế này cái phần lư hương tức là như này à, tỉa chân nhang không phải là cứ đến ngày 23 mới tỉa được mà anh chị có thể tỉa hàng tháng được đúng không ạ? Thứ ừ. hai là khi mà tỉa chân nhang là chúng ta rút hết chân nhang ra đối với cả bát hương thờ thần ở trong nhà thông thường là bát hương ở giữa đúng không ạ? Kể cả bát hương táo với uh, thờ gì nhỉ? thần tài bên dưới đúng không ạ? Kể bát thần tài bên dưới thì khi mà đối với bát hương như vậy thì bớt lại là năm chân vì nghênh thần phải năm chân nhang còn đối với cả bát hương mà chúng ta Đối với cả bát hương mà thờ gia tiên hay bà cô mạnh tướng Thì bớt lại ba chân Đúng không ạ? Bớt lại ba chân Điều thứ ba Tất cả những chân nhang sau khi được rút ra chỉ để riêng Khi nào mà hóa vàng Cái buổi đấy sẽ hóa vàng mà Chúng ta sẽ phải hóa hết chân nhang Còn nếu không thì cũng phải đốt hết cái chân nhang đó Làm theo đốt chân nhang cho nhanh cần thiết cho thì dầu vào đốt lên nhanh không châm nó không cháy vì sao tôi biết chị tại sao tôi biết chị châm mà không cháy không vì chị toàn dùng hương cuốn tàn hương cuốn tàn thì được nhúng toàn bộ que hương vào trong một cái dạng hóa chất tăng độ chống cháy và anh chị đốt kiểu gì nó không cháy tôi còn nguyên than cháy kiểu gì đúng không? À, không cháy được cái chân trang đi thế là cuối cùng là cái cái mà chúng ta thể hiện ước mơ nguyện cầu chúng ta hương đúng không ạ thì cấm vào cuối cùng lại lại vứt ra ra thùng rác mà cái chúng ta kính cẩn với thùng rác ngoài ra thì khi mà chúng ta mang cái bàn thờ xuống chúng ta à, chúng ta mang cái đồ thờ cúng xuống xong ấy, thì anh chị sẽ rửa bằng cái nước sạch sau đó là chúng ta sử dụng một cái đồ để chúng ta lau chùi bao sái lại lần cuối người ta gọi là chai nước thơm khai vận đây không phải nước để rửa nên rửa cái bao nhiêu chai cho đủ, đúng không ạ sau, sau cho vào cái khăn lau đảm bảo là 3 năm ngày sau cái mùi hương vẫn bám và trên cái đồ đó thì làm cái tôi gọi là bao sái tẩy huế anh chị để tự làm nước này tại nhà bằng cách đó là mua bột vũ vị hương hay là bột trầm về anh chị ngâm lấy khoảng tầm một tháng xong lấy cái nước trong đúng không ạ và hoặc là còn cái nước mà anh chị đun từ cái gọi là nước vang đổ xuống mộ ấy nó không phải cái để bao sái đâu nhé bơm đun, đun quế hồi trầm ra để mà đổ xuống không dùng bao thái nhá dùng bột trầm và các loại bột này để bao sái và giải pháp thứ hai đó là sử dụng sản phẩm của phong thủy đông nguyên <laughs> đúng không ạ như vậy thì chúng ta sau khi mà bao sái dọn dẹp ban thờ xong thì chúng ta còn một nghi thức nữa gọi là sông nhà vào cuối năm thì khi mà nghinh thần về vào ngày 30 trước lễ nghinh thần đúng không ạ cơm 30 đó đúng không ạ thì người ta sẽ làm một nghi thức gọi là sông nhà đúng không ạ sông nhà và tẩy Huế thì sông nhà tẩy Huế thì thông thường các cụ hồi xưa dùng bồ kết đúng không ạ hay là dùng một số cái cứ lại bột khác nhưng mà bây giờ là mình là um, ăn chơi rồi hả mình dùng hẳn bột trầm mình xong đúng không ạ Tại vì là vì vua chúa hồi xưa với sông trầm chỉ có nhân gian mới ra đầu ngõ vặt cái bồ kết đúng thôi chứ làm gì cái chuyện bảo bồ kết tốt hơn trầm cái chuyện đúng là cái chuyện trên trời xuống không có đúng không ạ hoàng gia đúng không ạ từ quan ngũ phẩm trở lên mới được dùng trầm Nó và bằng cái sự phát triển của công nghệ khoa học cho nên thành ra là chúng tôi đã có một cái vựa trầm ở trong quảng nam <laughs> nên thành ra là tôi có một sản phẩm bên là bột trừ tà khai vận trong cái bột trừ tà khai vận này chúng ta sẽ có một cái 10 cái nụ trầm cộng một gói cao vàng thần tài và kèm theo hướng sử dụng cùng một cái cả bột trầm thì với cái bột trầm như thế này thì khi mà đặt chúng ta sẽ đặt 5 điểm bốn góc và điểm ở giữa sau đó đặt ở các cái trục trục đứng tức là cái chiếu nghỉ ở cầu thang giữa các phòng ấy, thì mỗi phòng nó đặt một điểm, ngoài ra đặt trên cái phòng thờ đúng không ạ? và chúng ta sẽ bật trông xâm trong vòng 15 phút thì cả nhà sẽ ấm lên. nhưng anh chị về nhà mới thì 100% sông nếu như anh chị xông trong nhà mới 3 lần thì mất mùi sơn. và trong nhà cái phòng nào mà có mùi mà bị hôi mốc chị xông mất mùi vì cái hơi trầm, cái trầm ấy là nó bám và người ta sẽ xông vào để kích khói lên để làm cho cái nhà nó phủ vào thì nó dễ khử mùi. Um, cái sản phẩm này được bán chạy nhất trong cái trường hợp mà chị tôi làm gì không sông xe ô tô mấy cái xe ô tô mới về nó cũng mùi nhựa đúng không Xông ba lần mất mũi hết mùi lúc bữa là cho nước hoa vào là thành mùi mây bách ngay không có những xe đi hai năm rồi lên xe vẫn ngửi cái mùi nhựa đúng không? hoặc là khi tôi đi đám ma về hay chẳng may mà nó đi ngoài đường chẹt phải con gì chết hoặc là tôi uh, đi đám ma về hạn tôi hay để cái bột tôi hay để cái nụ trầm bột trừ tà này tôi để dưới bốn cái bánh có khi xông mùi trong xe và để vào cái đĩa trong xe nhá không phải để thẳng sàn cháy chết để cái đĩa để cách lên một tí không cái đĩa đông sẽ nóng luôn đó thì tôi hay xông và tôi hay xông cho nhà cửa hoặc là tôi xông các cửa hàng thì tôi gọi là bột xông chuyên để xông trong này nó có nụ trầm và bột xông thì cái bột này bột trừ tà khai vận thì tất cả những cái sản phẩm này nó là cái sản phẩm được sử dụng để được sử dụng để mà tẩy huế, bao sái và xông cho cái nhà trong năm mới